Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Minecraft Agrarian Sky High Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với Aricraft nào Mình đang suy nghĩ coi chắc là chúng ta sẽ phải tắt cái farm này lên Nghĩa là chúng ta phải trồng mấy cái này lên cao hơn nữa Bởi vì nếu chúng ta làm ra nhiều mấy cái này quá, mấy cái cột này nè Không phải mấy cái cột mà là mấy cái tháp này quá Nó sẽ rất là mất diện tích Và mình còn đồ ăn thì nó còn cây trồng chúng ta kiểm tra nào ngoài ra chúng ta ngoài những cái xít thì chúng ta vẫn còn đây là những cái xít chúng ta sẽ phải làm rồi chúng ta có cây ăn quả thì là sáp linh sáp linh nó có bao nhiêu đây loại chúng ta không cần quan tâm đến mấy cái loại ở phía trên bởi vì này là ba cái gỗ để trang trí thôi phần dưới là phần quan trọng hơn chúng ta có 36 khoảng 36 ít hơn 36 một chút bởi vì mình đếm một hàng này là 12 Nè đếm đúng chính xác là 35 nè Thì nó có một đống luôn Peppercorn rồi gì gì đó Chúng ta sẽ cố gắng trồng Luôn những cái cây ăn quả đó Bây giờ chúng ta hãy tiếp phần này trước Trong ngày hôm qua Chúng ta đã xây dựng nơi đây Và chúng ta đã quên mất một điều Ở đây chỉ có bào ồ thôi Nghĩa là mình sẽ phải chặt cái cây đó xuống Mình đổi lại Thiết là tình Có nhiều đó cũng không chú ý Để bây giờ chúng ta phải mất thời gian ta chặt cái này ra nào và chặt cái này ra mặt trời đang xuống núi nhanh tay lên nhanh tay lên nhanh tay lên để mặt trời xuống núi rồi là chúng ta sẽ phải đi ngủ đó bên đây chúng ta sẽ sử dụng mình dự định chúng ta sẽ sử dụng mấy cái rower để chứa đồ vì cái rower nó có cái rower controller á có cái rower controller đó nó rất là tiện lợi nó có thể, mình chỉ cần, ví dụ như mình lấy xong rồi mình không có cần phải kiếm cái thùng hay là cái rower nào mà nó chứa Chúng ta chỉ việc bấm vô cái control của nó là nó sẽ tự động lấy về đúng cái nơi nó đang chứa đựng nó thôi Rất là dễ Rồi để mình đập chỗ này ra cái nào Và bum Bây giờ chúng ta chặt khúc này ra Khúc gỗ mục <laughs> cái cây của mình xây lên mình kêu nó là gỗ mục tích và bây giờ chúng ta còn phải đập chỗ này ra ta nới rộng ra mà nên phải đập ra thôi ở đây nữa và ở đây rồi giờ chúng ta cần cái này và cần đất nó sẽ ra như vậy mình sẽ kéo cái này ra trước Chắc là mình sẽ phải đi ngủ quá, chờ chút xíu, coi mặt trăng lên chưa Trăng đang mới nhú lên thôi nên chờ chút xíu Trăng lên thêm chút xíu nữa là chúng ta có thể đi ngủ được, rồi đi, chắc đi ngủ được rồi đó Chúng ta bay vào đi ngủ nào, ở đây mình còn mấy cái uh, rower nè Thì cái rower nó có mấy cái uh, compact nữa Thì mấy cái compact đó sẽ được dùng để farm mấy cái loại cây mà cho khoáng sản Chúng ta hãy nhanh chóng làm mấy cái này để chúng ta còn bắt tay vào làm nông nghiệp nữa chứ các bạn yêu cầu mình làm nông nghiệp cũng khá là nhiều nhưng mà thật sự trong agrarian sky này nếu muốn làm nông nghiệp thì chúng ta phải quan tâm đến một cái vấn đề vô cùng quan trọng nếu chúng ta không làm tách trước thì chúng ta sẽ không có được uh, đủ khả năng bởi vì chúng ta cần mấy cái ọt trong tập trước hình như mình cũng có nói rồi chúng ta cần mấy cái ọt để đặt phía bên dưới nếu chúng ta không có là mấy cái ọt đó thì sao đặt bên dưới được mà không có đặt bên dưới được thì sao mà chúng ta có thể trồng cây được cái aricraft nó cần mấy cái quặng á quặng kim loại đặt bên dưới hoặc là những cái loại đá đặc biệt đặt bên dưới nó mới chịu nó đòi hỏi gì đó và mình một cột vô và chúng ta còn 64 cục này luôn hay thiệt hay ấy chứ Ây. tự nhiên <laughs> nhảy xuống liều mạng và anh ta chặt cái chỗ này ra đi có thể là mình sẽ phải xây lên thêm mấy cái sàn này nữa nhưng mà chúng ta sẽ xây sau không phải bây giờ bây giờ mình chưa có gì nhiều mình xây lên thêm làm gì giờ chúng ta hãy cấm đuốc vô nào cắm đuốc cho nó sáng mấy cái góc này lên bật bật và bật bật bây giờ mình lấy cái xô ra một xô mình sẽ chắc chúng ta làm dễ thì chúng ta để cái này xuống trước chúng ta lên múc nước hết nào chúng ta lên múc nước ở trên này trước đi chúng ta đặt lô nút xuống rồi chúng ta sẽ đặt lô tôn nút ở đây chẳng hạn Và ta đổ nước lên Nó sẽ đẹp hơn Bởi vì ở đây á Chúng ta không có cần phải đặt một cái cục red to Một cái cục low stone như vậy Nó đặt một cái cục low stone nó sẽ rất là xấu Rồi đây Rồi đó Bên đó thì chúng ta không có đặt những cái loại khoáng sản hay là đá nào khác ở bên dưới cái đất để trồng cây đặc biệt chỉ là cây ăn quả hay là cây nói chung là cho đồ hữu cơ với lại đồ này là đồ vô cơ. <laughs> Nghe thấy cao siêu quá nhưng mà nó cũng không có gì đâu. Đó, thì với tinh thần lại như vậy, mình sẽ lại cái đó, mình bay qua bên này. Chúng ta hãy đặt cái này xuống trước. Chúng ta sẽ có cái rower ở đây, đây là rower controller. Ok, bây giờ mình sẽ phải làm thêm một đống oct rower. Bây giờ ở dưới này mình nói là chín loại uh, hoa cơ bản đúng không? Chúng ta qua về hoa trước đi ha. Chúng ta sẽ còn có 12, 16, 99, 18. Sao ta? Như vậy chúng ta sẽ bị dư. Chúng ta dư lên trên, mình muốn hoa theo hoa rồi uh, không muốn đi chung mọi thứ với nhau. Thí dụ như đi chung mọi thứ Hoa đi chung với mấy cái cây ăn quả Cây ăn trái gì đó Nó không được Chúng ta còn à, pumpkin, rồi melon nè Cà rốt Sunflower Sunflower này được làm như thế nào Sunny cord Chắc sunflower này không cần đó không cần Rồi bây giờ chúng ta hãy quay về làm mấy cái uh, os rower. Odd rower làm vô cùng đơn giản. Nó đây. Và upgrade. Uhm, đây. Mình đang coi để mình có sẵn mấy cái upgrade nè. Cái này nhân 2 thôi à. Nó hơi dở một chút xíu. Và mấy cái os rower này là hai chứa được hai món. Chúng ta không cần nó chứa hai món trong một cái. Chúng ta cần nó chứa nhiều hơn. Bây giờ chúng ta làm rower thì rower mình sẽ làm loại này và bạc ta được khoảng năm cái. Mình cần thêm á. Như đó mình chưa đủ đâu. Ta còn gỗ hay không? Còn ván gỗ à. Thiệt tình. Tôi cần thêm gỗ à khoan bây giờ chúng ta hãy lấy cái này ra ta có ba cái xô này nữa nó phải stack lại chứ tại sao nó không stack lại nó có inva nó kịp ở trong này và chúng ta có đây còn gì nữa mình lấy được nữa nè mình lấy một lần để mình đi làm luôn ta hãy mở nhiệm vụ lên coi mình sẽ phải làm một cái đâu rồi đâu sky farm ta sẽ phải làm một cái market market này là nó sẽ bán những cái xít chúng ta bấm một start luôn đi rồi giờ chúng ta làm market nha rồi giờ tìm market ở dưới cùng một cái là đủ bây giờ cái market đã có thì chúng ta sẽ được hoàn thành nhiệm vụ và nó sẽ thưởng cho mình đâu rồi bem silver boot <cười> wow <cười> <laughs> ghê thiệt rồi, Texan Phi, Feather Fallen phai, Thorn Phi, Dragon Phi, Trên Lucian, Trên Lucian là cái gì thì không biết. <laughs> nó sẽ giảm cái giáp xuống một chút xíu nhưng mà nó còn ghê gớm hơn là cái diamond của mình nữa. đôi dài thật là kinh khủng. À, sao đôi dài? À, Trên Lucian là Trên Lucian là tạng hình á chúng ta không còn thấy cái đôi dài dưới chân nữa nè, ta không còn thấy nó nữa, <laughs> mở ra được đôi dài hay ghê thiệt. giờ chúng ta hãy bay qua đây, mình sẽ để đại cái máy kịch ở đâu đó đi, à mình chưa cất cái inva nó kịch nữa. chúng ta có thêm, ta phải bắt buộc làm thêm rower đi ha, bên này chưa có cái uh, bàn crafting thay thay bộ ở bên này ta làm 8 cái chest này và chắc đổi hết này sang gỗ đi ta làm rower dạng này <laughs> ghê thiệt vẫn còn mắc cười vụ đôi dài mình sẽ để một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ghê vậy chín nó sẽ tượng trưng cho chín loại của thằng này và bên này sẽ có chín nữa và tượng trưng cho chín loại của bên đó. <laughs> Bây giờ chúng ta có row red ở trong này đúng không? Đó, row red. Rows red. À, bấm sao để cho vô hết ta? Bởi vì cái Otter Rover này nó có một cái cách để bấm một phát vô hết. Bây giờ mình giả sử như mình lấy một stack ra. Chúng ta hãy bấm vô trong này nó sẽ tự động chuyển về đây luôn. Rất là khỏe. Nè, coi lại nè nha. Bây giờ ở đây là 61. Và chúng ta hãy phải chuột vào trong trọng. Miễn sao là những cái Ogrow này nó nói với nhau là tự động nó sẽ tìm đến cái nơi mà nó đang chứa. Chúng ta có thể coi được để để những cái upgrade vô. Đầu tiên chúng ta sẽ cần uh, upgrade về uh, storage upgrade để tăng lên thì nó tăng lên 13 phần 13 lần. Một cái Ogrow này chứa được 32 stack, nghĩa là khoảng một 32 nhân 32 là khoảng ngàn mấy á, không tới ngàn mốt nữa, ngàn không trăm mấy á. Nếu nhân lên này là cỡ được 10 ngàn và chúng ta sẽ cần một cái void access uh, access item nghĩa là chúng ta sẽ bỏ hết những cái đồ nào mà nó dư ra ví dụ như sau này mình làm cái hệ thống để cho nó chuyển đồ vô trong cái Rover controller này không biết là được hay không bởi vì mình chưa có thử nhưng mà mình nếu mà mình làm cái hệ thống từ cái harvester của chúng ta ở đây nè nó sẽ tự động chuyển thẳng vô đây luôn chúng ta sẽ không cần phải lo đến cái chuyện là tự mình đi thu hoạch rồi tự mình chuyển vô nữa thì cái đó mình sẽ thử lại sau trước giờ thì mình không có sử dụng cái rover đó nhiều và cái hệ thống đó hy vọng là nó sẽ chạy được thì mình đỡ rất vất vả rất là dữ bây giờ chúng ta hãy tiếp tục nào chúng ta hãy cất bớt những cái đồ mình đang cầm trong người đi bởi vì có những thứ không cần thiết trong lúc này chúng ta hãy cất gạch đá đi nha Ôi chàng ơi chuyện gì xảy ra vậy <laughs> Và Inva nó kịch Cắt luôn Chắc là mình sẽ phải lấy lại cái này rồi Ta lấy lại hết Như nó là, là nứt thôi à Có bốn cái nứt ở trong này vậy Cũng để gì nữa cho phí cái rower Đây là compacting rower Compacting rower này nó sẽ tự động Nói chung là nó chuyển lên cái thể gọi là thể Uh, nhỏ thể giống uh, như là từ nấc dịch thành in gót từ từ in gót thành block hay lắm nói chung là cái phần này nó hay nó không có cần năng lượng để có thể uh, hoạt động nó tự động hoàn toàn nhưng mà nó không tốn năng lượng là cái đó là ưa chuộng bên này cũng sẽ có chín cái chín cái đó tượng trưng cho chín cái mà mình sẽ xây dựng ở đây rồi chín cái nhìn thấy nhiều quá ha ba nè sáu chín Chúng ta sẽ còn có những cái kế tiếp chúng ta để vô trong này. Sau khi nó đầy trong này luôn á. Thì uh, sau đó nó sẽ cao lên trên này. Đó. Mình tính là một bên thôi. Còn bên này thì mình để làm chuyện khác. Ví dụ như chúng ta có được hệ thống đặng uh, tưới tiêu. Rồi uh, nhân giống cây trồng. Và chúng ta hãy coi lại cái này một cái. Chúng ta còn uh, upgrading seed. Chúng ta cần tomato đúng không? Và trời lại tối. Két thiệt và bệnh lấy mấy cây wool Nãy quăng mấy cây wool vô sớm quá ba cái đi Chúng ta hãy làm thêm một vài cái giường nữa Ở mỗi nơi đều có một cái giường để ngủ qua đêm Cho lẹ Ngủ và bệnh Và mình sẽ phải làm lại hệ thống đó Đâu rồi Bây giờ chúng ta cần một cái wrapping table ở đây và chuyển sang tây uh, station của tinh cơ luôn tinh hay là tình cờ <laughs> tinh nghe tiếng Việt giống như tình cờ vậy đó và đặt xuống đây chúng ta có thể ngủ được ở đây luôn bây giờ trong này thì chúng ta có thể mua được mấy cái shit rất là dễ giờ asparagus gì nè món bon meal luôn bán bột xương luôn spawn horse wow blood sapling trời ơi maple sapling cao cassia sapling rồi nó bán hết sếp linh rồi Giờ chỉ việc mua đem ra trồng thôi đó Ôi ôi ơi khoan bình tĩnh bình tĩnh Nó không phải là mua bằng emerald như hột giống Mà nó mua bằng vàng Cái này nè coi này nha Này ngựa thì mua bằng 12 cái emerald Qua tới đây mua bằng vàng Rồi qua tới cái gì hồi nãy mình thấy có cái gì mua bằng kim cương nè Đó đây là những cái gỗ hình như là gỗ khó kiếm hơn thì mua bằng kim cương rồi ba cái cây thì mua bằng kim cương nữa, rồi phải chuẩn bị kim cương, rồi đây quay lại hộp giống của chúng ta rồi, Sit thì mấy cái đó dễ kiếm rồi, bamboo uh, spineac, uh, spinac thì mình không biết đó là cái gì, nói chung là có nhiều cái mình không biết bởi vì uh, tên tiếng anh mà làm sao chúng ta biết hết cho nổi. Bây giờ chúng ta sẽ phải cần hai cái hộp giống này, mình sẽ đem uh, trồng nó ra trước ta trồng một cái cũng được nữa mình mua hai cái đặng mình lai giống thôi cái này chắc là một 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 á chúng ta thử coi Mà một 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 thì không mạnh tí nào mình mua hai cái sau này chúng ta có thể lai giống nó ra được với lại chúng ta nhân giống nó lên để cho nó mạnh hơn ra đời con cháu thật là mạnh ta nhảy lên trên này cho lẹ giờ chỉ việc giữ chuột phải và lăn chuột 16 cái tô mây tồ Bột xương nhanh hơn, bột xương nhanh hơn rất nhiều Và bum 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 Một 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 Đủ chưa ta Thắt thêm cái nữa cho chắc 16, ồ vừa đủ luôn Hay ghê Và được một cái machine frame basic Nhiệm vụ tới đây là coi như gần xong rồi Bên này Eeration uh, thì thằng này để sao Không thể nào lấy Bedrock được, điều đó chúng ta biết Chúng ta làm một bộ Skillet rồi uh, Pog với lại uh, Saucepan, thì cái này phải uh, xuống dưới Cast Bên này chúng ta có Gourmet Kitchen đó Chúng ta sẽ được một cái Douch và Rack Chúng ta hãy coi thử coi giờ uh, Pog uh, Saucepan sort pan với lại uh, skillet. Đầu tiên là bộ này. Cái pot này được làm từ fire clay bucket. Rồi cái này thì được làm từ iron hoặc là copper. Và còn cái này thì phải cát từ unfire clay bucket. Ta coi thử hình như bữa mình còn một mớ porcelain clay á. Và chắc là mình đã đem ra rồi. Chúng ta cần làm hai cái uh, bất kịch. Bô linh lay quá tuyệt vời, còn đúng cho nó luôn. Hai hai hai, còn dư lại một cục. Ủa? Uh oh, đây là bô linh clay, chúng ta cần clay kìa lộn lộn lộn. Clay thì cần dust, uh, bô linh lay, tự nhiên lộn. Mình có giữ một mớ dust ở đây. Hồi trước chúng ta làm, chúng ta phải giữ lại một số để chúng ta xài ấy mà. Chúng ta sẽ chuyển hết món này thành clay đi quá đã rồi uh, Gomez Kitchen thì hay đó nha đó là Gomez Kitchen nghĩa là nhà bếp dành cho những người sành ăn <laughs> sành ăn hay là ham ăn <laughs> khoan 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 chúng ta hãy kiểm tra thử lên ta đổ cái gì lên vậy aluminum brass bên dưới có hết na hết lava rồi nhắm thạch bây giờ lấy uh, cái range ta kiểm tra thử chúng ta có cái Tranferno liquid không mình dự định xài Tranferno liquid luôn cho lẹ vô đây coi Tranferno liquid dạ chúng ta chỉ cần để xuống đây nó sẽ lắp đầy rất rất là lẹ và bum ok xuống dưới nào xuống dưới đổ nhầm thạch vô tiếp thêm nhầm thạch ấy làm gì vậy đó vô đó đầy lên kìa trong này có cái gì trong này có cái gì từ lưa hết trơn <laughs> giờ aluminum brass kiểm tra thử coi cần bao nhiêu 200 ml <laughs> là hai uh và bên này là mountain aluminum chúng ta có aluminum ở trong sẵn chúng ta chỉ cần khoảng chắc ba ba cục là vừa ba ống cục là vừa không cần nhiều đâu fire clay bất kịch đúng không hai 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 một cái fire và một cái in fire dưới này còn lò nấu không? Oh, còn secret bữa chắc mình để nấu mà mình quên mất tại phải bay lên sử dụng rã tân phân rồi đây một cái fire và một cái hai ta coi thử cái nào là hai hai bây giờ cái fire này là cần aluminum brass và cái này thì cần uh, aluminum hai hai trước đi hai 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 aluminum nè rồi cắt mình sẽ đi lấy cái kia aluminum brass hay ingot bỏ vô xong chưa đây skillet ấy cái này là saucepan lộn rồi, chờ chút xíu cho hàng aluminum brass nó nấu xong nó chớp chớp cái gì vậy ta clip of arcane potential và trong thời gian này chúng ta hãy làm cái skillet đi hai iron hoặc là hai copper dưới này có copper một copper một copron quá chừng luôn nè chàng ơi sao họ mới phát hiện ta có silver hết rồi ta có một copper rồi à. <laughs> copper nó dịch Iron nugget, cũng con chút hết trơn Copper, thôi lên trển lấy cái copper nữa cũng được. Giờ đẩy cái uh, mountain aluminum xuống. Aluminum brush, đây aluminum brush đã có rồi. Giờ lên trận, ta lên lấy một cái copper nữa coi. Copper, các bạn đã thấy được hai cái copper này nó khác nhau này bởi vì đây là copper của X9 Hello và thằng kia là Copper của uh, bên uh, Tinker Construct Mình đi lấy thêm một cái que Và skillet Ok Khoan Rồi, nhiệm vụ phía trên này đã xong Chúng ta sẽ được tặng 10 cái butter Bồ Tây Tồ Là khoai tây bơ hả? Khoai tây có chét bơ Chà món này ăn đã nha heavy hotty like meal rồi, chúng ta mở cái gì đây cái pressing rồi tới đây là gourmet kitchen trước rồi chúng ta sẽ cần cái gì hình như là để nhớ coi nha chúng ta cần cái sink sink là cái bồn cái chậu rửa đó rồi chúng ta cần cái fridge fridge là tủ lạnh rồi mình hết nhớ rồi đó <laughs> cooking table, cooking oven, fridge, sink với lại tủ rack Uh, tôn rác trước đi tôn rác 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 rồi uh, cooking oven uh, cứ oven rồi uh, cooking table viết thẳng nguyên một chữ đi ha cooking table và cooking oven ok chúng ta đã sẵn sàng để làm cái này multi block kitchen tool rack cooking for block head một cái xô nước một cái chest một cái cửa sắt sắt cần sắt kiến đen ác chưa kiến đen kiến còn không còn ta qua bển ta lấy uh, túi mực một cái túi mực và bên này không bên này chúng ta lấy bao nhiêu một hay ba gì đó ba một hai ba rồi giờ mình cầm hơi nhiều thứ để mình đi xả bớt chút chúng ta xả ra để chúng ta không có phải đem quá nhiều rồi lát hồi nữa chúng ta quán ta không thấy đường nữa chúng ta cất cái clay vào trong này luôn thôi clay thì cất vô bên này đi clay cất vào đây rồi hết chỗ luôn á chúng ta có thử rồi, chuẩn bị ngủ nha một tắc sắt Bây giờ làm cái này trước Rồi đi ngủ trước đi Như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm bên đó là Pem Harvest đó Mấy cái nhiệm vụ của Pem Harvest Đây rồi uh, sắt Kỳ vậy Ah à, Supply Lộn Hèn gì chúng Ta sẽ cần ba cái Supply nghĩa là cần khoảng 6 cái miếng đó Press play làm như thế nào? Kiểm tra Gỗ Ác chưa? Có cho hình gỗ không? Không cho hình gỗ Vậy vậy Hmm Ẩu ghê Tun <laughs> rắc Và cooking oven Oh yeah, chúng ta cần thêm một cái phần này Uh, ta đi múc miếng nước. Phải đi múc miếng nước mới được. Để mình làm dark class trước. Dark stand class. Đây, uh, cái nào làm được uh, một cái cửa sắt nè, một bộ cửa sắt. Một cái chest. Ta làm cái tủ lạnh nào. Tủ lạnh. Ta cần gỗ, gỗ và thêm gỗ nguyên một cây á chứ không phải là cái kia nữa đi xuống dưới đi xuống dưới không biết ở bên dưới còn cái phần này nào hay không kiểm tra không còn không biết đâu được mình còn dư một cái gì đó có cái flower fresh meal à, đây là dispenser rồi chúng ta cần lấy một stack gỗ lên luôn chúng ta qua bệnh lấy uh, 9 chín cục đá cội rồi quay về bệnh làm chín cục đá cội để làm cái này tám cục chứ không phải chín cục nữa giờ bỏ ra đi cứ quăng nó nằm dưới đất rồi bơm và bơm chạy thiệt tình nó lại hút vô trong người nữa rồi <laughs> bây giờ nhiều đồ lắm rồi đó nha cái cuối cùng là chúng ta cần múc nước hồi nãy mình nói mình múc nước mà mình chưa múc à người ta đi cất mấy cái tô mây tồ đi cầm hoài làm chi vậy thiệt tình đây là mấy trái cất vô cất vô cất cái này vô trống luôn rồi Múc nước Múc nước ở trên Múc nước ở dưới là không được Và cái cuối cùng ta cần gỗ Sắt gỗ Và một xô nước Sink Xong à, Cooking table Cooking Table Nó đây nó cần quyển Cooking for Blockhead. Oh yeah, Blackstone Clay. Bắt buộc phải là Blackstone Clay hả? Cooking for Blockhead ở dưới. Clay thì có. Blackstone Clay hả? Chà. Đâu rồi, Cooking for Blockhead cái book binder của tôi đâu rồi? Đây. Cooking for Blockhead hướng dẫn nấu ăn dành cho đầu đất <laughs> lóc hết dịch là đầu đất nghe nó hơi bị xúc phạm một chút xíu nhưng nó thật ra nó là như vậy còn nãy mình bỏ clay ở đâu ta đây chúng ta sẽ cần clay 8 cột 8 đúng không ba ba cái 8 đúng rồi 8 cột <laughs> Bởi vì khi chúng ta đem nấu clay ở trong này lên nó sẽ trở thành hardened clay. Hardened clay chúng ta sẽ cần thêm một cái túi mực để chúng ta để chuyển nó thành black stained clay. Đây, hardened clay. Hardened clay này là loại chưa có màu. Rồi coi thử coi cái này cái gì đây? Pressing. Presser. Presser. Presser cần hai cái piston và bốn sáu sắc làm được liền bởi vì ở đây chúng ta có piston tông nè nữa lại nữa hai cái piston và sáu sắc rồi presser sẵn đây mình làm luôn hai cái quá đã rồi chúng ta cần uh, siêu cân tofu và soy milk siêu cân tofu tàu hũ tàu hũ gọi uh, tùy thuộc theo bạn là người dùng miền nào thôi nhưng mà mình thì gọi là tàu hũ và bum bóc không được bắt buộc chúng ta phải tự tay đặt vào bây giờ chúng ta sẽ có uh, cooking table ok xong luôn và chúng ta sẽ pick one có một cái thì pick one gì nữa <laughs> chọn reward bác chắc là cái này bị lỗi quá nghi ngờ cái phần trên này nó bị lỗi nhiều thứ ghê vậy đó chúng <laughs> ta phải xuống dưới đem cái chest kia lên mới được nó có nhiều thứ giá trị quá mình mà nó không đem lên vì chúng ta hay đặt những cái món đó ra coi chơi nào đầu tiên là đặt bên kia đi bên này đi đây là cái sink cooking table xong rồi tới cooking oven Chúng ta mới tới cái tủ lạnh Rồi sau đó chúng ta tới cái uh, tool rack này thì đặt như thế nào ta Có cần phải uh, multi-lock structure Chắc là phải có một cái gì đó để mình treo nó lên mới được Ví dụ như chúng ta để Đúng y như rằng tool rack này nó Ví dụ như mình đặt đập cái này ra Thì nó có rớt ra hay không Ồ không rớt cái này nó giống như là cái uh, ra in rắc nhưng mà nó hơi khác chút xíu để mình đặt cái tool rắc ở phía trên này rồi chúng ta chặt cái này ra chúng ta phải làm ba cái tool rắc bởi vì mình có ba thứ đây à, không cần cái này treo được hai à treo được có hai à bắt buộc phải làm thêm mồi buồn 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 và ba làm thêm cái nữa nhanh mà ở đây có bàn chế tạo rồi tool rack và mình cần chúng ta có thể nhìn vô bên này chúng ta đặt luôn không cho không cho đừng có đặt trên tủ lạnh đặt trên này đi trên tủ lạnh nó kỳ đó này nó tự động nó thu nhỏ lại cũng vui vui và chúng ta còn cái pot chúng ta treo lên luôn oh. <laughs> bây giờ tới cái pressure pressure chúng ta đặt xuống thử rồi mình làm hai cái pressure y chang nhau à hai cái thì uh, chúng ta phải bỏ chắc là bỏ thành nhiên liệu bên dưới nó là thành phẩm ở trên à quên mở cái rework pack epic luôn nha mycelium oh. mycelium thì chẳng có gì rồi, bây giờ chúng ta đã làm được pressure nó sẽ yêu cầu mình làm siêu ki siêu cân tofu và soi uh, soi miêu thì phải soi và tofu đây siêu cân tofu ta cần phải có soi miêu trước mà soi miêu này được ép từ uh, sử dụng cái pressure á em nghĩ là sử dụng cái pressure sao nó không để ta ta xuống dưới lấy cái presser lấy cái uh, nhiều thứ lắm có nhiều thứ bên dưới lắm có backwear nè mixing bowl nè pressure rồi foot pressure đâu có muối có rhubarb bắp huh. đây pressure của tôi vậy là phải thêm in rack rồi để treo nó lên ta có thêm ba món nữa. Rồi, ta sẽ phải treo lên. Ra rắc. <laughs> Chắc là làm thêm hai uh, cái đi. 6 Họ làm gỗ ăn lăng chi, thiệt tình đúng là rảnh. 6 để coi thử cái good and này nó không có công thức đổi ngược chán thật thằng uh, couple stone slap á, thì nó có công thức để đổi ngược lại ta làm hai hai và ben ở bên này chúng ta sẽ để ta sẽ treo lên thêm cục cục và cục ủa còn cái nữa mà quên bên này treo lên luôn rồi đó vui thiệt vui thiệt chặt ra chặt ra rồi qua đây chúng ta hãy để hai cái uh, back que với lại uh, Chooser back que ngủ được chưa chưa ngủ được nó còn có cutting ball cutting ball sắt một cái stick trong này có stick hay không ngủ nha bây giờ ngủ một cái chúng ta sẽ làm luôn cả cái cutting bo đó đi chúng ta còn có cái gì um, cutting bo thường thì mình thấy chúng ta xài cái này nhiều hơn có tin bo này chúng ta không thấy công thức chỉ có cái này thôi mắc gì phải xài tới steel lần ngon lành dữ rồi một cái cutting bo treo lên. Giờ thường thì công thức nó có những cái đó, mình thấy chúng ta xài những cái này nhiều, chúng ta treo lên trước. Bây giờ cái tủ lạnh này để làm gì? Rồi, fridge, cook oven, à ha, khỏi treo. Bây giờ chúng ta có cái này là backware nè, chắc hay là thử coi, thấy cái hình dạng, à, chúng ta chỉ cần phải chuột là tự động nó để lên trên liền. Rồi này này. Để lên luôn Để cái chảo vô luôn <laughs> Để cái pot vô luôn <laughs> Cooking Chỗ này chắc là bỏ đồ để nấu Còn đây là chỗ để công thức Select an item Little see the recipe Ta làm fresh water Ok làm heavy cream Mixing bowl Với lại uh, son Ta có sọt by hunger Restore đây là những cái chắc là những công thức mà mình biết Còn cái xin này để làm gì Sao nó xịt nước ra như vậy Ui, Đừng xịt nước ra nữa Giờ chúng ta hãy coi nhiệm vụ phát nào Bây giờ cần uh, trà Chà Passimob hmm. Passimob phải có 6 cái ro Có cái gì trái trái lên À ngay cái đuốc Bây giờ nếu mà mình phải làm thì mình phải có một cái sàn Chắc là mình sẽ phải chọn một nơi nào đó ở xa xa mình một chút Có thể ở đầu bên kia chẳng hạn Nửa đầu bên kia của thế giới chúng ta sẽ phải làm một cái sàn bằng cỏ ra Chúng ta sẽ phải chờ có mấy cái con quái hay là Mấy con quái mấy con động vật á, vật nuôi á Để chúng ta có thể đem nó lên Bắt đầu nuôi động vật chứ tình hình này là không được không có nuôi gì trơn hết á ta lấy cái pot ra không phải vô trong này mới ra lít cái pot ra được Người ta cứ treo tụi nó lên đi rồi tính rồi sau này mình sẽ tính chuyện với tụi nó sau rồi lắc like, stand clay chà lại nhiều đồ nữa rồi bây giờ coi thử coi còn nhiệm vụ gì nữa không nha bây giờ ta có thể mua được cái soi meal soy bean soy bean coffee soybean bell pepper white mushroom turnip tea Whisk potato soybean uh oh đây đã mua thì phải mua hai cái hộp giống bởi vì mua hai cái hộp giống nó sẽ cho phép mình nhân tụi nó lên giúp cho tụi nó trở thành loại mạnh hơn ủa lộn sao cứ lấy cái đó vậy lấy cái rắc ra coi chúng ta hãy thử coi cái pressure đó chạy như thế nào đã Đâu rồi bỏ trong này luôn rồi nó có nói là mình cần bao nhiêu cái đó không ta chúng ta hãy coi lại coi tofu và soybean Unfilling à phải đem cái soi pin bỏ vô đây press thì nó mới ra được cái này rồi xong cái presser đó red thêm một lần nữa thì nó ra được cái form tofu rồi hiểu rồi gì yeah. và bum ta hãy thử nào bây giờ presser bỏ lên trên và bum lấy ra lấy ra không lít được chỉ bấm bình thường mà thôi nó sẽ chạy à chúng ta làm thêm pressure cũng được chúng ta có thể làm hệ thống tự động rồi siêu kênh tofu chết rồi chúng ta cần phải có thêm một cái làm thêm một cái nữa để hoàn thành nhiệm vụ đó mà một cái soi miêu này nè ép ra và bum rồi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi Bum, và được 10 craw clam. clam. là con hàu thì phải. Ok. À, chúng ta đã gần xong thằng Sky Farm này rồi, chúng ta sẽ phải uh, kiếm chỗ để làm thêm cái này. Trong ngày hôm nay thì chúng ta đã làm một cái hàng nhà bếp, chuẩn bị uh, nấu ăn và mình làm cũng hơi trật một chút xíu, đáng lẽ mình phải xích vô một ô bởi vì đây là đường đi. Bây giờ các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Thiên TV bằng cách thích, theo dõi và chia sẻ video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.